Nguyên chào mọi người, hôm nay ngày 21 tháng 4, mình có một số cây hàng khai thác, cây núi rừng và cây đã sống khỏe. Cây sống khỏe cho mọi người về tiếp tục nuôi. Đầu tiên là lô A1, đó là một cây hải châu và một cây trà phúc kiến. Giá cả lô hai cây là 280 bao ship. Hai cây có chiều cao đều là 25. Cây trà phúc kiến mini, một cây hải châu. Châu là dòng cây có lá và quả rất là đẹp. Quả chính sẽ chuyển nhiều màu. Lô A1 giá 280, giá cả lô 2 cây. Giá đã bao gồm phí ship. Và tiếp theo là lô A2, lô bao gồm 2 cây hồng quân. Dòng này thì quả khi chín có màu đỏ tươi, quả ăn có vị chua ngọt. Tính của cây hồng quân thì chấp da cây rất là già. Cây cao tầm 20, hai cây là cao 25. Giá cả lô hai cây là 280 bao ship. Lô mã A2, lô hai cây hồng quân mini. Cây này có hoành tầm 14, này hoành tầm 12 đến 13. Giá 280 lô mã A2. Trước lá bé. Và cây A3 là cây hải châu, cây hải châu lá nhỏ xung cầu. Cây có chiều cao là 55. Hoành thân là 15, chiều cao 55. Giá 700 bao ship. Lúc cần là nuôi già. Hoành thân là 15, cây cốt to. Rễ quái. Hải châu quả khi chín sẽ chuyển nhiều màu, quả chùm, quả rất là đẹp. Cây A3 hoành 15, chiều cao 55, giá 700 bao ship. Thì là dòng hải châu lá nhỏ sông cầu, dòng cây có lá và quả rất là đẹp. Và lô A4 là lô hai cây trà phúc kiến. Cây có hoành tầm 10 đến 11 cm. Chiều cao 30. Giá cả lô hai cây là 280 bao ship. Lô hai cây trà phúc kiến. Dòng này thì hoa màu trắng, quả thì có màu vàng hương. Giá cả lô 2 cây là 280 bao ship, lô mã A4. Và cây A5 là cây hồng quân. Cây có hoành là 30, chiều cao 40. Hoành là tổng cốt hai thân này là 30. Chiều cao 40, cây đã đi định hình một nước dây. Người về tiếp tục nuôi thêm. Giá 450 bao ship. Cây bể cốt to, cốt đê nở to. Hoành 30, cao 40, giá 450. Và cây A6 là cây cò kê. Cây có chiều cao là 55, hoành thân là 12, chiều cao 55. Cây đang bắt đầu cho bông, mùa này là mùa bắt đầu cò kê ra bông. Rất là dễ cho bông và đậu quả. Quả chín sẽ có màu xanh, vàng và đen. Khi chín sẽ có màu đen. Quả chùm thì đang cho nụ bông rất là nhiều. Giá 600 bao ship. Thân co lắc, cái dáng mẫu tử thân co lắc. Quả thân trên này là 12. Cây hai thân liền cốt. Và đặc biệt dòng cà kê thì có nhiều công dụng chữa được bệnh. Từ rễ, thân, lá và vả đều có công dụng chữa bệnh. Mọi người tra khảo công dụng của cây trên Google. Giá 600 bao ship. Cây cà kê mã A6. Cây
cây đang cho nụ bông rất là nhiều. Cây này quả thời gian lưu quả trên cây từ 6 đến 7 tháng. Cây chờ quả rất là bền. Và lô A7 là lô một cây cò kê và một cây bạch chỉ. Cây cò kê đang cho nụ bông rất là nhiều. Cây bé nhân cho nụ rất là nhiều. Cò kê quả chùm. Và cây bạch chỉ. Bạch chỉ quả chín cái màu vàng cam. Quả ăn ngọt và thơm. Cò kê thì quả ăn có vị giống như thuốc bắc. Kể là cây thuốc nam. Giá cả lô hai cây là 350 bao ship. Chiều cao 25 đến 30. Lô mã A7, một cây bạch chỉ, một cây cò kê. Cây A8 cũng là cây cò kê. Cây này có hoành 20, chiều cao 40, giá 300 bao ship. Cây này cũng đang cho nụ bông. Dòng này rất là dễ cho bông. Cây còn phôi nhưng cũng có thể cho bông trái. Hoành 20, chiều cao 40. Giá 300 bao ship cây cò kê mã A8. Dòng cây vừa chơi kiển vừa làm bài thuốc. Lá của cây cà kê có công dụng là kháng viêm và rửa vết thương, sát trùng vết thương. Còn những tất cả các bộ phận trên cây đều có công dụng chữa được bệnh. Cây cà kê mã A9 thì có hoành 24, chiều bay là 40, giá 300 đào ship. Cây này một cây có thể là một cây dáng bay hoặc dáng đổ. Giá 300 đào ship cây cò kê mã A9. Cây này cũng đang bắt đầu cho nụ bông. Và cây A10 là cây bạch chỉ. Cây bạch chỉ dáng hoành. Cây có chiều cao là 38, chiều bay là 38, hoành thân là 34. Cây cốt to già, dáng hoành. Giá 500 đào ship. Bạch chỉ hoa màu vàng, quả màu vàng cam, quả ăn ngọt và thơm. Dòng cây có hoa và quả rất là đẹp. Cây bạch chỉ hay gọi là cây vú dễ bò. Giá 500, cây mã A10. Và cuối cùng là cây trà phúc kiến mã A11, cây có chiều cao là 30, cây cốt hình thú. Cục cốt to. Giá 300 bao ship cây trà phúc kiến A11. Cây cuối cùng trong clip mọi người chốt cây liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình. Cây trà phúc kiến cốt rất là quái.